Phiền quá vậy. Nghe rồi. Anh đừng có nóng giận mà. Để em ra xem có ai nha. Cô làm gì ở đây? Ai vậy? Ôi! Đẹp ơi! Sao anh có thể làm vậy với em được chứ em? Mày có biết đó là chồng tao không? Nếu không muốn chết thì biến ra ngoài mau. Dạ, dạ. Ôi, ôi, nghe giải thích trước đi. Anh với cô gái lúc nãy không có gì hết. Bây giờ anh không chịu trách nhiệm có đúng vậy không? Anh chịu trách nhiệm mà ôi. Nhưng mà bây giờ em phải bình tĩnh trước đã. Em cũng biết mà, mẹ anh rất coi trọng danh dự và rất có tiếng trong giới bất động sản. Nên mẹ anh không chấp nhận đứa bé được sinh ra bởi gái hợp đêm như em hả? Ôi à, mẹ của anh vẫn sẽ... Tôi không quan tâm. Thôi được rồi, ôi, mình đi đăng ký kết hôn đi. Nhưng mà em đưa súng cho anh trước đi ôi. Đưa súng cho anh đi. Rồi mình đi đăng ký kết hôn nha. Đưa súng cho tao. Mày đi hả? Khốn kiếp. Dám hù tao hả? Lì hả? Mày muốn chết hả? Mày biết? Lì hả? Cầm mày lại. Mày cầm mày lại chưa? Người đàn ông mà Oi đi gặp là Sawit Litinat Goson có phải không? Phải rồi, đúng là hắn ta. Mày nghĩ người như Sawit Litinat Goson sẽ lấy một con điếm như mày làm vợ sao hả? Nhưng em đang mang thai con của anh mà. Con tao sao? Con tao hả? Xin lỗi. Ôi! Ôi!
Cứu với. Ôi. Ôi. Ôi, có sao không? Anh xin cứu con em, cứu con em với. Không sao đâu. Đẹp lắm, cảm ơn cô My nhiều nha. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp giải giúp cho tôi. Cảm ơn nha, cảm ơn chị nhiều. Cô My ơi, cô My, hồi nãy có người gọi cho cô My á. Dạ. Anh Si. À nè, cô quên kêu phụ tôi đi. Dạ được. Dạ alo, em nghe nè. Xin lỗi anh nha, lúc nãy em không nghe máy được. Sáng nay có buổi chụp hình mà. Mà anh nè, sao hôm nay gọi điện cho em sớm quá vậy hả? Được nói là nhớ em đó nha. Đúng lắm, anh nhớ em quá nên muốn gặp em liền. Trưa nay em có muốn đi ăn món Ý với anh không? Sao lại không chứ, được anh Si mời, em không bao giờ từ chối hết. Vậy đến nhà hàng Salo trên đường Sukhothai nha. Dạ được, gặp anh ở đó nha. Trời ơi! Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Sao rồi hả My? Có tin sốt dẻo nè. Hiện tại thì anh E đang ở sòng bài đó. Vậy anh có cần em lo liệu gì giúp không? Lo liệu giúp anh nha em. Dạ được, em sẽ lo liệu chuyện này thật chu đáo. Dạ, xin lỗi anh nha. Không sao đâu. Để tôi giúp cô nha. Cô Rasami. Anh nhận ra tôi là ai sao? Tôi chết rồi. Vậy thì những người ở đây cũng sẽ nhận ra tôi. Tôi xin phép đi trước nha. Trời ơi. Nè, cô My. Cô My à. Cô Rasami. Cô bình tĩnh lại đi. Cô nhìn thử xem, tất cả những người tới đây chơi, không ai muốn người khác biết mình là ai đâu. Yên tâm đi. Nếu nói như vậy thì anh cũng giống như họ sao? Tôi đùa chút thôi. Rất vui khi được quen biết anh.
người bạn mới. Tôi cũng rất vui khi được quen biết cô Rasami. Anh gọi tôi là Mi là được rồi. Vậy thì cô cũng gọi tôi là anh E thôi là được rồi. Được, anh E. Vậy bây giờ tôi xin phép đi trước nha. Lần sau gặp lại anh ha. Của cô đây. Anh E. Cô có thường xuyên tới đây chơi không? Anh đang hỏi tôi á hả? Tôi không thường xuyên tới đây đâu anh E à. Tôi chỉ tới khi mà cảm thấy quá căng thẳng trong công việc mà thôi, hoặc là muốn tìm nơi xả stress thì mới tìm tới đây. Còn anh thì sao hả? Thì tôi cũng giống như cô vậy. Những lúc tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi phải họp hành làm việc suốt cả ngày thì tôi sẽ tới thư giãn một chút. Nhưng mà nói ra thì tôi cảm thấy bắt đầu chán nơi này rồi anh E à. Không biết là anh có cảm thấy bất tiện hay không. Nếu như tôi mời anh cùng đi trải nghiệm một thứ gì đó hoàn toàn mới với tôi. Trải nghiệm mới mà cô nói là gì vậy? Vậy anh E có cảm thấy hứng thú không? Đây là hình thức cờ bạc vi phạm pháp luật. Tức quá đi. Quay đi. Gì vậy nè? Thằng E đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy? Không lẽ nó ra nước ngoài trước tôi hay sao? Sao nó tử tế vậy chứ? Dạ, từ sáng tinh mơ con đã thấy cậu E lái xe đi rồi. Vậy thì tối hôm qua nó về nhà lúc mấy giờ? Sao nó về nhà mà không nghe thấy tiếng xe? Dạ, con ngồi học bài tới 1 giờ sáng thì thấy cậu E có bước vô nhà. Nhưng mà lúc đó bà chủ đã ngủ rồi, chắc như vậy nên bà không nghe được tiếng xe. Nếu vậy, cô có ra mở cửa cho con trai tôi không? Dạ không thưa bà, bác Thông mới là người ra mở cửa. Có đúng không bác? Dạ. Biết được giới hạn bản thân là tốt. Phải như vậy thì cô mới được tiếp tục ở đây. Dạ. Xin phép bà chủ cho con vô trong rửa chén. Để mắt tôi nói nhiều hơn đi. Dạ. Nè, quên. Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy? Sao rửa chén mà không dùng nước rửa? Rửa như vậy làm sao mà sạch được? Sao mày không dùng nước rửa chén đằng kia? Hả? Bác cứ kệ nó đi.
chén dĩa của bà mà, đâu phải của con đâu mà con giữ. Con rửa vậy là còn đỡ đó, con chưa dùng chân để rửa là may mắn lắm rồi đó. Ê trời 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 trời, cái con này ăn nói sức sượt như vậy hả? Chứ bác coi cách bà chủ nói chuyện với con kìa, con trai của bà đã trưởng thành rồi, cũng sắp lấy vợ tới nơi rồi, vậy mà bà làm như con nít mới lớn á. Rồi sao? Đừng nói là mày muốn cua cậu e đó nha. Lúc nãy mày còn dám nói dối với bà chủ nữa chứ. Mày nói cậu ấy đã đi từ sáng sớm rồi, trong khi cậu ấy suốt đêm đâu có về chứ. Có đúng không hả? Có đứa con gái nào mà không muốn lấy chồng giàu đâu bác. Trời ơi, ghê gớm chưa. Nếu như mày không muốn gặp nhiều rắc rối thì làm ơn dẹp ngay cái mộng tưởng đó đi, liệu hồn mà sống. Đây là hình thức cờ bạc vi phạm pháp luật. Đi đổi tiền đó. Cô Mi. Anh E, mặt của anh hôm nay bị cái gì vậy hả? Với lại sao hôm nay nhìn anh xuống sắc dữ vậy? Đừng nói là anh ở đây suốt từ hôm qua tới giờ nha. Bây giờ khoan hỏi han nhau đã. Cô có tiền ở đó không vậy? Cho tôi mượn tạm đi. Anh đừng nói với tôi là anh gọi điện thoại kêu tôi tới cái chỗ này chỉ là để mượn tiền tôi thôi đó nha. Cô phải hiểu chứ, ở đây tôi chỉ tin tưởng mỗi mình cô thôi. Bây giờ cô cho tôi mượn tạm đi, tôi sẽ trả lại cho cô liền. Nè anh kia, anh mượn đỡ tiền của tôi đi. Tôi có đem theo nhiều tiền lắm, tôi thắng anh cả đêm qua mà. Mày đừng có mở đó đắc thắng với tao nha, biết chưa? Tao sẽ thắng lại mày cho mà coi. Thôi thôi mà, anh bình tĩnh lại đi. Anh vào trong chơi tiếp đi. Vậy thôi, tôi vào trong chờ nha. Bình tĩnh lại đi anh E à, có gì từ từ nói. Cô Mi à, cô có tiền thì cho tôi mượn đi, tôi trả lời cô gấp đôi. Hay là anh lấy tài sản của anh đi thế chấp đỡ đi. Tôi cũng thường hay làm vậy lắm. Thì đợi tới khi nào anh có tiền thì anh đem tiền tới đây chuộc lại tài sản của anh đem về. Phim được dịch và lồng tôi có quen một người chuyên cho vay thế chấp ở đây. Nếu như anh không ngại á, hoặc là anh không muốn phải ra mặt, tôi có thể ra mặt giùm cho anh. Dạ nó đây. Tên Sawit nhờ em đem đến thế chấp cái này hả? Dạ phải. Chính em đã dụ anh ta đem tài sản của mình tới đây thế chấp cho anh để có tiền mà chơi tiếp. Lúc đầu em nghĩ những người giàu có giống như anh ta vậy thì phải thế chấp siêu xe, còn không thì thế chấp đất đai, nhà cửa hay cổ phiếu chứng khoán gì đó. Không ngờ anh ta chỉ thế chấp có một bộ trang sức à. Nói tóm lại, tên Sa Quýt muốn mượn anh bao nhiêu tiền tổng cộng? Anh ta đang cần tiền tới phát điên lên luôn rồi kìa. Nếu như bộ trang sức này trị giá 50 triệu, em nghĩ anh ta cũng dám mượn 50 triệu bạc luôn cũng nên. Vậy anh nhờ em đưa bản hợp đồng vay nợ này cho tên Sawit đọc giùm. Em nhớ nói với anh ta là số tiền lớn như vậy, anh cần phải có bản hợp đồng vay nợ như vậy để làm tin. Nếu như hắn chịu ký vào đây, anh sẽ cho hắn vay thẳng 60 triệu bạc. Cậu Si à, thông thường khi cho thế chấp chúng ta phải ép giá tiền xuống chứ. Nhưng sao bây giờ cậu lại tăng tiền lên cao tới như vậy? Cậu không sợ mình sẽ bị thiệt thòi hay sao? Đúng rồi đó anh Si, sao anh kê giá tiền lên cao dữ vậy? Thực ra anh đang nghĩ cái gì em cũng không hiểu nữa. Tôi đưa bộ trang sức thế chấp rồi, cô còn muốn tôi ký hợp đồng mượn nợ gì nữa? Thiệt tình à anh E, anh có thể bình tĩnh một chút có được không vậy? Anh nghe em nói đã. Người chủ cho mượn nợ nói là do số tiền anh muốn mượn không phải là số tiền nhỏ. Cho dù anh có đem tới 10 bộ trang sức như vậy ra thế chấp đi nữa cũng không có gì đủ để chắc chắn hết. Không biết bộ trang sức đó có thật sự giá trị đến 50 triệu hay không, nên người chủ đó mới yêu cầu thêm cho anh.
là ký vào hợp đồng mượn nợ này làm tin thôi. Em thấy như vậy cũng đâu có khó khăn gì đâu. Vậy nếu như tôi không ký thì sao? Anh cứ ký đi mà. Nếu như anh không ký vào hợp đồng này thì họ chỉ dám cho anh mượn 10 triệu bà thôi à. Nhưng mà chỉ cần ký một chữ ký của anh thì người đó dám cho anh mượn tới 60 triệu bạc lận đó. Cái gì? Bộ trang sức của tôi đáng giá 50 triệu, nhưng người đó dám cho tôi mượn 60 triệu sao? Đúng như vậy. Cho dây nợ gì mà ngu dữ vậy trời. Thôi được, được thôi, có vấn đề gì đâu mà không chịu ký. Vậy anh ký nhanh nhanh lên đi nha. Chỉ cần ký một cái anh sẽ có nhiều tiền để gỡ gạc lại. Chứ còn gì nữa. Ký đi anh. Ở đây hả? Dạ. Bình tĩnh lại đi. Làm ơn bình tĩnh đi mà. Có gì từ từ nói chuyện. Anh có thể bình tĩnh lại một chút được không? Làm sao mà tôi bình tĩnh được đây? Tiền của tôi đã mất hết rồi. Bây giờ tôi còn bị mắc nợ bọn chúng 60 triệu bạc nữa. Ủa cô không thấy bọn chúng chơi ăn gian sao? Tụi bay trả tiền cho tao lại chưa hả? Trả tiền đi. Anh E. Anh nên đi về đây anh Sa Quýt. Mày tưởng mày là ai hả? Mày chỉ là một thằng nhân viên quen mà thôi. Mày lấy quyền gì dám đuổi tao? Mày có biết mẹ tao là ai hay không hả? Vậy thì anh nên nói tên mẹ của anh ra liền đi. Để sòng bạc của chúng tôi có thể gọi mẹ anh tới đón anh về. Cái thằng khốn kiếp này. Anh E à? Tránh ra. Anh làm ơn dừng lại đi mà. Nếu như anh vẫn không chịu dừng lại, ngoài chuyện anh sẽ mất hết tiền ở sòng bạc này luôn. Anh còn có thể bị mất mạng ở đây nữa đó. Tao là một người có đẳng cấp. Tao sẽ không chấp loại người tầm thường như tụi bay. Rồi tao sẽ quay lại lấy lại tiền của mình. Tụi bay cứ chống mắt lên mà chờ coi đi. Anh E. Mời anh. Mình đi về thôi anh. Đi về thôi. Anh đứng đó nhìn cái gì vậy? Đã nói là anh phải bình tĩnh rồi mà. Sao anh không chịu nghe lời? Cô My đã đưa hắn ta rời khỏi sông bài rồi. Biết trước dễ ăn như vậy, tôi đã cho hắn ta vay 100 triệu bạc rồi. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu lại dám cho hắn ta mượn tiền nhiều hơn giá trị của bộ trang sức. Tại sao? Bởi vì cậu biết hắn ta không thể nào thắng được thì mới cho hắn ta mượn số tiền lớn như vậy. Giờ thì hắn đã nợ cậu tới 60 triệu bạc. Và bộ trang sức quý giá kia nghiễm nhiên phải thuộc về cậu. Vậy là từ bây giờ tôi sẽ có thể có được vật thế chấp lớn hơn nữa. Ý của cậu có nghĩa là cậu nghĩ phụ giùm tôi xem nhà của bà Sida đáng giá bao nhiêu tiền?